Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôn Ngọc. Trên bàn mình đây đang em loa John Smart Halo 100. Một em loa mà nếu hôm qua bạn nào mà lướt YouTube nhiều ấy, chúng ta sẽ thấy rất nhiều kênh đã làm review này rồi. Thế nên mình quyết định chuyển sang hôm nay mới lên bài để các bạn xem, cũng như là tránh hiện tượng bị loãng quá, đúng không? Về cơ bản thì đây là một em loa cho tầm giá 2 triệu mà mình thấy rằng nó có tương đối nhiều tính năng hay ho ở đây. Cụ thể các bạn sẽ có LED RGB này, IPX6 này, thêm vào đó các bạn sẽ có app để điều chỉnh EQ luôn. Và hôm nay chúng ta hãy cùng đưa ra một cái bài đánh giá về em này, cũng như chất âm của nó xem như nào nhá, có xứng đáng đồng tiền bát gạo hay không. Và quan trọng hơn là để xem liệu hiện tại với em loa John Smart này ấy, thì nó đã thay đổi được cái đó chính là bát thì làm ok ấy, còn những giải âm khác thì như nào nhá. Mời bạn đón xem. Đầu tiên để mà nói thì tên đầy đủ em loa này sẽ là John Smart Halo 100 Portable Party Speaker. Ngay cái tên ấy thì nó đã nói lên nhu cầu của chiếc loa này rồi. Đó chính là dành cho những bữa tiệc, dành cho những ai thích di chuyển. Và ngay từ phần thiết kế thì nó đã thể hiện rõ ràng cái điều này rồi, khi mà chúng ta sẽ có một cái quai sách ở đây nhá, rồi các bạn có thể mang đi mang lại này. Và trọng lượng em loa này thì nó không quá nặng đâu các bạn ạ. Cụ thể thì nó sẽ chỉ là 2,7kg mà thôi. Và rõ ràng với trọng lượng này thì bạn có thể dễ dàng mang như đi chơi, đi du lịch này. Nói chung là các bạn sách đi đâu cũng được, thậm chí cả những bữa tiệc bể bơi cũng được nhá. Và như mình đã nói từ đầu ấy, em này sẽ có kháng nước, đó chính là IPX6. Về cơ bản các bạn tạt té nước, xịt nước cũng sống luôn. Nhưng nhớ nhá, đừng có mang ngâm nước là chết luôn. Thế nên lưu ý với các bạn điều này, chúng ta sẽ chỉ là tạt té nước thôi, chứ để ngâm ấy ngọt cũng tỏi ngay. Nói chung để mà xét về độ hoàn thiện ấy, thì mình nghĩ rằng em John Smart Halo 100 này nó có độ hoàn thiện tương đối ổn nếu mà xét trong tầm giá của nó, khi mà so sánh với những hãng khác. Tất nhiên nếu để mà so những hãng cao cấp như là Sony, JBL v.v. tất nhiên nó sẽ kém một tí, nhưng các bạn có thể nghe tiếng này nhá, nhựa cực kỳ đặc luôn. Và ngay cả khi mà chúng ta gõ sau này, rất là chắc chắn luôn. Các bạn sờ vào những cái như ở chi tiết nút bấm, sau đó phần quai đeo này thì đều thấy rằng em này có một mức độ gia công tương đối tốt. Chỉ có điều đó chính là cái phần quai đeo này nhá, khi chúng ta sờ vào những phần cạnh này, cảm giác là họ bôi hơi nhiều keo, thành ra khi chúng ta cầm ấy, cảm giác nó sẽ cứng cứng một tí, hơi khó chịu. Còn về những phần khác nhá, ví dụ như phần màng loa này, chắc nịch luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ có những phần, ví dụ ở phần lắp tre ở phần cổng sạc đây, cũng được làm rất là tốt luôn. Cá nhân mình giá loa cũng như là độ hoàn thiện của em John Smart Halo 100 này ở trong tầm giá 2 củ, khoảng tầm 2 củ rưỡi là ổn quá đã. Và là một chiếc loa tiệc bể bơi, thành ra em này chúng ta cũng sẽ có đó chính là đèn LED RGB như mình đã giới thiệu đây nhá. Và với đèn LED RGB này, tổng cộng chúng ta sẽ có 5 chế độ khác nhau, từ những chế độ như kiểu là party để sau đó các chế độ ba lê vân vân, rất là nhiều các chế độ và bạn có thể tùy chỉnh ở trong phần app của nó nhá. Mà chi tiết như nào ấy thì tí nữa mình sẽ giới thiệu sau. Còn lại thì mình thấy rằng ấy, tất nhiên khi mà các bạn bật LED như này nó sẽ tiêu tốn nhiều pin hơn. Nếu bạn nào mà chúng ta muốn nghe thời gian dài ấy, thì bạn cứ tắt cái LED này đi, còn nếu không thì bạn cứ bật lên nhìn nó cũng sinh động hơn, đặc biệt khi mà chúng ta quẩy vào những bữa tiệc buổi tối nhá. Để mà kể ra, trong tầm giá khoảng tầm 2 triệu rưỡi đổ lại thì đây có thể coi là một em có điểm mạnh, đó chính là LED RGB. Khi mà hầu hết những em khác đến từ như kiểu là Sony, JBL v.v. LED của nó tương đối bé, còn LED này thực sự rất là to cũng như là sáng luôn các bạn ạ. Còn để mà nói về phần công suất nhá, thì chúng ta sẽ có em loa Halo 100 này, công suất của nó sẽ là 60W. Về cơ bản đây không phải công suất cao cấp nhất ở trong tầm này, rất nhiều em loa sẽ có công suất lớn hơn, cụ thể như cả 100W chẳng hạn. Nhưng nếu mà để so với cả những brand có tên tuổi ấy, thì em loa John Smart 60W này có thể coi là một công suất tương đối lớn nếu mà chúng ta đặt lên màn cân so với những sản phẩm của Samsung, JBL các thứ vân vân. Nếu mà so ấy thì ngay cả những sản phẩm của Samsung, cụ thể là em Onyx Studio 5 ấy, thì Samsung của nó cũng sẽ chỉ đạt đến mức đó chỉ 50W mà thôi. Em này thì mức giá của nó rẻ hơn, trong đó công suất của nó sẽ to hơn. Để mà nói về cụm loa nhá, chúng ta sẽ tổng cộng 4 loa ở đây, gồm có một loa trầm ở chính giữa rất là to. Tiếp theo các bạn sẽ có 2 loa mid và 1 loa tweet ở đây. Về các bạn thì với 3 loa chính ấy, chúng ta sẽ có đèn LED RGB các thứ. Và nếu mà để nói về phần chất âm ấy, thì em loa John Smart Halo 100 này vẫn là một sản phẩm nó thiên về bass các bạn ạ. Đầu tiên để mà nhận xét về âm bass nhá, thì em này vẫn đập chắc, có lực và cảm giác tương đối nảy. Còn nếu mà xét về giảm khác, đó chính là giảm mid ấy, thì mình rằng nói chung là nghe giọng ca sĩ nói chung vẫn rõ ràng. Tuy nhiên khi mà chúng ta bật to quá, cảm giác nó sẽ hơi vỡ một tí. Nhưng có một điểm yếu của em này, đó chính là giọng ca sĩ nghe nó chưa thực sự là cảm xúc truyền cảm lắm các bạn ạ. Nghe nó cảm giác nó hơi thô, hơi cứng một tí. Thế nên nếu mà để xét ấy, thì em này chúng ta sẽ dành cho những thể loại nhạc như V-pop này, các bạn nghe nhạc quẩy cũng được luôn. Còn nếu mà để nghe nhạc nó truyền cảm hứng, nó phiêu phiêu một tí ấy, thì em này nó sẽ khó lòng đạt được. Bởi vì đây vốn là một mẫu loa sinh ra để dành cho những bữa tiệc kiểu là to được quẩy, tha hồ quẩy luôn. Nói chung với cá nhân mình ấy, thì mình nghe mấy thể loại nhạc như kiểu của Dua Lipa này, sau của anh Tuấn Cùi, sau nghe V-pop, em này vẫn đáp ứng được. Và lưu ý nhá, đây là mình nghe ở chế độ mặc định, mình chưa chỉnh EQ nhá. Còn nếu mà các bạn muốn nghe thử ấy, thì mình sẽ cho bạn nghe qua cái đoạn video ở đây nhá. We'll be right back.
Và giống như bao mẫu loa Johnson Smart khác ấy, thì em này cũng sẽ có một chế độ, đó chính là sound pool. Với các bạn, khi mà các bạn bật cái chế độ sound pool này ấy, thì nghe cảm giác nó, âm trường của nó sẽ được mở rộng hơn, nghe cảm giác thoáng đãng hơn thay vì các bạn không bật. Còn nếu mà các bạn muốn nghe bass nó lực hơn một tí nữa ấy, thì bạn có thể bật qua chế độ đó chính là deep bass. Với các bạn, trong chế độ này thì mình thấy rằng bass nó sẽ đập có lực hơn cũng như chắc hơn rất nhiều nếu mà so sánh với chế độ bình thường. Bass bình thường ấy, nó sẽ đập cảm giác nó hơi nông một tí nếu mà so với deep bass. Còn để mà nói phần kết nối nhá, thì về cơ bản các bạn vẫn sẽ kết nối qua một app, đó chính là app Johnson Smart. App này thì có trên cả Android lẫn iOS luôn. Khi mà chúng ta bật vào đấy, các bạn sẽ có thể tùy chỉnh những cái từ phần âm lượng này. Sau đó các bạn có thể tùy chỉnh những cái như là preset nhạc. Chúng ta sẽ có tổng cộng 5 preset nhạc đây, không có default này, sound pool, deep bass, classical rock cũng như là custom, tùy theo nhu cầu và sở thích bạn. Tất nhiên là các bạn sẽ có thêm một cái phần nữa, đó chính là phần play mode. Ở đây thì bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh các chế độ như cả Bluetooth này, gió AUX, thẻ nhớ cũng như là USB. Tất nhiên sẽ có một vài điều chỉnh thêm, ví dụ các bạn sẽ có điều chỉnh LED mode với 5 chế độ điều chỉnh đây, hoặc các bạn tắt đi cũng được luôn. Nói sơ sơ về một số tính năng khác nhá, thì em loa cho Smart Halo 100 này chúng ta sẽ có chuẩn Bluetooth đó chính là 5.3. Ngoài ra các bạn sẽ có những cái ví dụ kết nối hai loa để cho chúng ta phát stereo nghe nó ok hơn đáng kể, đặc biệt là với những ai mà chúng ta đều sống cái loa này. Thêm vào đó các bạn sẽ có chế độ đó chính là kết nối hai thiết bị cùng lúc, tức là mình sẽ có một chiếc điện thoại Android như này. Mình sẽ có một chiếc điện thoại iOS như này, mình kết nối thêm một cái máy tính bảng nữa cũng được luôn. Đó, có thể dễ dàng tùy chỉnh giữa hai cái thiết bị nhá. Cuối cùng là chúng ta nói về pin nhá, thì về cơ bản em này sẽ có viên pin đó chính là 6000 mAh. Và theo nhà xuất công bố ấy, thì chúng ta có thể trụ được tối đa đến 18 tiếng. Em này sẽ có một cái hay nữa nhá, đó chính là các bạn có thể dùng em này như một viên pin sạc dự phòng. Cụ thể thì ở phía đằng sau các bạn sẽ có một cổng USB như này đây. Đấy, các bạn sẽ nối nguồn từ đây ra để sạc cho thiết bị, ví dụ như là điện thoại Android của bạn này, sau điện thoại iPhone của bạn, trong trường hợp khẩn cấp thì biến em này thành sạc dự phòng cũng được luôn. Còn để mà nói ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng sạc qua cổng Type-C ở đây nhá. Và sạc của nó sẽ là sạc 5V 2A, tức là 10W, các bạn sạc đầu vào thôi. Còn lại thì những chi tiết khác, ví dụ như các bạn sẽ có dây AUX này, cũng như là dây cắm thẻ nhớ và nút reset đều ở đằng sau cả. Tóm cái vế lại ấy, thì đây là một em loa đúng là kiểu sinh ra dành cho bữa tiệc, khi mà chúng ta có một thiết kế đúng kiểu là portable, các bạn có thể dễ dàng mang di chuyển các thứ vân vân. Với phần quai sách ở đây, ngoài ra tiệc bể bơi cũng quẩy được với IPX6 nhá. Âm bass vẫn sẽ một điểm mạnh của em này, khi mà mình thấy rằng bass của nó đập tương đối ok luôn. Nhưng mà nếu mà để nói về những giải âm khác như kiểu chép ấy, thực sự là mình thấy rằng chép như kiểu mất hút đi đâu ấy. Và các bạn thấy sao về em loa Johnson Smart này thì hãy để lại ý kiến bên dưới nhá. Và nếu bạn nào mua ấy, link mình sẽ để bên dưới phần mô tả, bạn dễ dàng tham khảo luôn. Em này thì mình thấy rằng ở trên web hãng nó cũng khoảng tầm là 2 triệu 3 gì đấy. Còn nếu mà các bạn mua ở trên những sàn thương mại điện tử thì mức phí của nó cộng thêm vào nó sẽ cao hơn một tí nhá. Bạn nào quan tâm, link mình sẽ để bên dưới. Còn bây giờ xin chào lại bạn trong các video sau. Bye bye.